Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình thay nhớt cho chiếc Tiger 900, chuẩn bị cho cái cuộc hành trình sắp tới vào ngày mùng 4 Tết 2022. Trước mỗi một cái chuyến đi thì mình thường thay nhớt mới cho xe để vận hành được một cách êm ái và tốt nhất. Nhớt lần này mình sử dụng là Phúc Siculin 10W50 và hai chai phụ gia Lucem Nano. Với cái chiếc xe Tiger 900 này hoặc là những cái dòng xe của nhà Triumph thì sẽ sử dụng được hai cấp nhớt. Có thể là sử dụng được cấp nhớt 40 hoặc là sử dụng cấp nhớt 50. Tùy vào cái quá trình mà mình sử dụng vận hành xe mà mình sử dụng cấp nhớt cho nó phù hợp. Ví dụ như điều kiện chạy xe Việt Nam của mình á, là đường hỗn hợp, vừa có đường trường, vừa có đường phố, thì mình sẽ sử dụng cấp nhớt 50. Bởi vì khi mà mình vô phố á, chạy xe nó luôn trong tình trạng là kẹt xe, xe di chuyển với tốc độ rất là chậm, động cơ sinh nhiệt cao, dẫn tới là nhớt nó sẽ bôi trơn kém đi. Nếu như mà sử dụng cấp nhớt 40 á, thì cái máy xe mình kêu rất là khó chịu. Cho nên là mình sẽ sử dụng cấp nhớt 50 cho cái chuyến đi lần này của mình, vừa có đi trong đô thị, vừa có đi đường trường. Thì cấp nhớt 50 được hãng xe khuyến nghị là sử dụng. Còn những cái dòng xe khác, ví dụ như Honda, thì họ sẽ khuyến nghị là sẽ sử dụng cấp nhớt 30. Còn Yamaha hay là Kawasaki, các cái hãng xe khác, tùy vào hãng xe thì họ sẽ có cái khuyến nghị như nhớt, ví dụ như là cấp nhớt 40. Đối với những cái dòng xe mà đang sử dụng cấp nhớt 40 mà đi trên khoảng 70-80 ngàn cây số rồi đó, thì có thể là sử dụng cấp nhớt 50 để giúp cho cái động cơ xe của mình nó êm ái hơn. Nhớt Phúc Siculin thì các bạn chắc cũng không còn quá xa lạ rồi, vì dòng nhớt này nhiều bạn đã sử dụng và đánh giá rất là tốt. Và mình cũng xin chia sẻ cho bạn nào mà mình chưa sử dụng cái dòng nhớt này một vài cái thông tin. Thì ở trên trang nhớt thì các bạn thấy là họ đã ghi rất là đầy đủ những cái mà chúng ta cần quan tâm. Ví dụ như mặt trước á, thì nó sẽ có cấp nhớt nè, rồi ghi cái công nghệ của nhớt XP và những cái gì mà nhớt nó mang lại. Thì nó sẽ có ba cái dòng ở phía dưới: 11% giảm tiêu hao nhiên liệu, 18% giảm hao hụt dầu động cơ và 3% là tăng công suất động cơ. Cái này thì trên chai nó ghi nha các bạn. Còn những cái dòng chữ như là Extreme Performance, tức là nhớt hiệu sức cao, tổng hợp hoàn toàn, dầu gốc Ester, công nghệ XP. Ở phía sau chai thì có ghi nhãn tiếng Việt, độ nhớt động học ở 40 độ C, 122,9, 100 độ C là 18,7, chỉ số độ nhớt là 171. Thì chỉ số độ nhớt này rất là cao hả bạn, điểm chớp trái tới 212 lần. Thì cái điểm chớp trái này là cái phần mà giống như là nhớt nó bị hao hụt á, thì nó sẽ có một cái điểm mà chớp trái để hao hụt tới 212 độ, rất là cao. Dầu gốc Ester nè, ABI, SN, Chasso MA2. Dòng nhớt này thì nó sẽ sử dụng cho thị trường của Nhật với lại Thái Lan, rồi cái nước gì nữa đó mình đọc không có ra. Phía chai thì nó sẽ có chia cái vạch ml cho chúng ta dễ canh ha. Đối với những bạn mà đi xe 800ml hoặc là mình mà sử dụng nhớt lẻ đó, thì mình có cái vạch mình canh cũng rất ok. Nhớt này thì đi được cái là nó bền nhớt các bạn. Ví dụ như hành trình của mình là 6.000 cây đúng không, thì mình có thể là đi 6.000 cây về mình thay vẫn được. Nhưng mà trong hành trình thì thường là 50% đoạn đường là mình sẽ thay nhớt rồi. Ví dụ như mình dự tính là hành trình của mình là 6.000 cây, thì tầm khoảng 3.000 là mình thay. Mặc dù là nó chưa có tới giới hạn, nó chỉ có một nửa đường của cái nhớt sử dụng thôi, nhưng mà mình sẽ thay sớm hơn để cho xe của mình nó được vận hành êm ái, cũng như là trong cái quá trình mà mình chạy xe đó, đường dài, đường hỗn hợp nhiều và mình chở nặng, hoặc là các bạn đi những cái hành trình mà tour xa,
chạy với cường độ cao, đi nhiều ngày, thì mình cần phải có một cái dòng nhớt có thể là đáp ứng tốt cho cái nhu cầu mà mình chạy xe êm ái cũng như là nó bảo vệ cái động cơ của mình. Còn với nhiều bạn mà chưa có xài những cái dòng nhớt cao cấp á, mà mình chỉ xài những dòng nhớt bình thường hoặc là mình sử dụng nhớt hãng á, thì thường sẽ có một cái tâm lý là nhớt nào thì xài cũng được đó, miễn là đổ vô và nó bôi trơn là ok. Nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn chạy xe đường dài á, giữa một cái chiếc xe mà sử dụng nhớt tốt với lại một chiếc xe sử dụng nhớt bình thường, thì các bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Ngày xưa lúc mà mình chưa có sử dụng những cái dòng nhớt ngoài, với cái thời điểm của mình á, thì nó không có bán nhiều giống như bây giờ đâu. Các bạn chỉ có lựa chọn là một là của hãng, hai á là những cái dòng nhớt như là Motul Việt Nam đó, mà ngày xưa cũng chưa có Motul Việt Nam nữa, Motul nhập khẩu với cái giá rất là cao và nó cũng chưa chắc gì phù hợp với lại cái xe của mình. Còn bây giờ thì có nhiều cái dòng nhớt khác nhau, ví dụ như Fuxicolin nè, rồi Shadow Racing, rồi Lucem Rotec, và còn rất là nhiều cái hãng nhớt khác nhau nữa. Cái thời điểm của mình thì nó chỉ có Motul với lại là Liqui Moly, rồi Repsol. Thì ba hãng đó thì mình đã sử dụng rồi, mình thấy nó cũng chưa có được hài lòng cho lắm. Sau này thì nó sẽ có thêm những cái dòng nhớt khác nữa. Với chiếc xe của mình hiện tại thì mình sử dụng nhớt Fuxicolin, mình thấy là nó ok. Đi đường dài thì nó không có bị xuống nhớt. Cái cảm giác mà cái nhớt nó bị xuống á, là khi mà các bạn vào số, các bạn sẽ nghe nó không có còn được mượt mà nữa nè. Rồi chạy xe đó, các bạn sẽ nghe cái tiếng máy nó hơi kêu. Rồi mình dặn ga, mình nghe cảm giác là cái xe của mình nó hơi lì một chút xíu, nó không có còn được tăng tốc tốt. Đó, thì mình sẽ thay nhớt. Ngoài nhớt ra thì mình sẽ sử dụng thêm hai chai phụ gia Lucem Nano. Thì cái chai phụ gia này nó sẽ sử dụng cho động cơ xe máy ha các bạn, ly hợp ướt được. Có những cái phụ gia Nano không có sử dụng được cho xe máy mà chỉ sử dụng được cho ly hợp khô hoặc là xe ô tô. Còn riêng cái sản phẩm mà mình đang quay cho các bạn á, sẽ sử dụng được cho ly hợp ướt ha. Nó khác biệt hoàn toàn. Có nhiều bạn thì sợ xài cái phụ gia vào nó sẽ làm trượt bố nồi. Nhưng mà những cái sản phẩm mà được thiết kế dành cho xe máy thì nó sẽ không có xảy ra cái tình trạng đó nha. Và một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và có uy tín trên thị trường dầu nhớt châu Âu. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một cái nhãn bằng tiếng Việt. Thì hầu như những cái sản phẩm mà vào Việt Nam được kiểm định và đăng ký thì sẽ được dán một cái nhãn tiếng Việt như thế này. Chứ không phải là mình thích in lên là mình dán là dán đâu nha bạn. Cái này là của bên công ty nhập khẩu. Thì nó sẽ có những cái dòng chữ nè, thành phần nè, công dụng, chống bào mòn các bề mặt, bên trong động cơ, hệ thống dầu, trợ lực, hộp số, bánh răng, vòng đệm cao su, seal, nano siêu bảo vệ động cơ, hướng dẫn đổ sản phẩm trực tiếp vào nhớt mới, nên làm sạch động cơ bằng Lucem Oil System Cleaner, sử dụng định kỳ 3.000-4.000 cây, lon 50ml cho động cơ, 800-1 lít nhớt. Ghi thì ghi như vậy, nhưng mà mình sử dụng thì mình cũng xin chia sẻ thêm một chút xíu cho các bạn là mình sẽ đổ một ít nhớt vào bên trong xe. Cái bình đầu tiên mình đổ á, mình đổ một ít nhớt vào bên trong xe đi, sau đó mình sẽ đổ cái chai phụ gia này vô trong cái bình nhớt, đóng nắp bình nhớt lại, mình lắc đều lên với nhớt, sau đó mình mới đổ vào bên trong xe, rồi mình tiếp tục cho hai bình còn lại nữa là ok. Thì đó là cái cách mà xài phụ gia của mình. Với những cái trường hợp mà xài phụ gia nó chưa được đúng cách là như thế này nè. Một á, là đổ phụ gia này vô trước. Hai á, là đổ hết nhớt rồi mới đổ phụ gia. Đối với những cái dòng xe mà như Winner hay là như Accenter á, thì cái phần đổ nhớt á, nó nằm một mé ở bên cái nồi. Đây là cái lốc nồi ha. Thì nó sẽ có một cái lỗ đổ nhớt nó nằm ở ngoài mí này nè.
thì mình đổ nhớt với lại phụ gia nó sẽ chảy xuống dưới cái phần mà cái te nhớt ở dưới cái đế máy. Nhưng mà đối với những cái dòng xe mà cái chỗ đổ nhớt đó, nó đổ phải xuyên qua cái bố nồi này. Đây là các bạn nhìn thấy không? Cái bố nồi. Bố nồi lá sắt này, cái bộ nồi ở đây phải đổ xuyên qua. Mà khi các bạn đổ hết nhớt vào rồi đó, xong rồi mình mới đổ phụ gia. Thì cái phụ gia nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bám vào bên trong cái nguyên cái bộ nồi của mình đây. Nó cả lá bố, lá sắt. Sau đó mình đóng lại, mình nổ máy lên. Thì rõ ràng là cái phụ gia nó bám hết lên trên cái bộ nồi. Sẽ gây ra cái những cái tình trạng mà nó không có được tốt cho lắm. Thì những cái bạn mà xài sai cách như vậy á, thì sẽ đánh giá cũng như là đi chia sẻ với lại những người khác là tôi xài cái phụ gia đó vô rồi nó bị tụt bố nồi, nó bị hư nồi. Đó. Trong khi á, mình phải biết được nguyên nhân là do bản thân của mình sử dụng sai. Sản phẩm này có thể sử dụng được cho nồi ướt, tuy nhiên á, thì phải biết cách sử dụng. Chứ không phải là mình xài sai cách rồi mình đổ thừa cho cái phụ gia đó là nó không có tốt, là không đúng. Đúng không bạn? Chỉ là một cái cách xài đơn giản thôi. Nhưng mà nếu như mình xài sai cách, nó sẽ đem lại cái tác hại xấu. Nhưng mà nếu như mình xài đúng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là to lớn cho cái động cơ xe. Các bạn thấy không? Hai cách. Một cách là bỏ vào nhớt lắc đều mới đổ vô, rồi đổ thêm hai chai nhớt vô nữa. Thì rõ ràng là cái phụ gia nó đã hòa trộn với nhớt rồi. Và khi mà mình đề máy lên mà nổ một cái là nó luân chuyển hết bên trong động cơ của mình. Còn một cách đó là đổ sau khi mà mình đổ nhớt dính hết vô trong cái bố nồi này. Cái phụ gia đó nó không có một cái tác dụng gì nữa hết. Chờ mà nhớt mà để mà nó phủ, nó bung lên đều á, để cho cái phụ gia nó trôi xuống, nó lên động cơ á, thì cái lúc này ở cái bố nồi các bạn biết là cái lá sắt chứ lại cái lá con nó ép với nhau rất là chặt. Đó. Mà cái phụ gia bây giờ các bạn đổ vô sau cùng, thành ra nó bám hết lên trên cái hai cái chi tiết đó, làm cho nó bị trượt, thì dẫn tới là nó sẽ không có được tốt cho cái bộ nồi của mình. Thì cái cách xài á, xài đúng nó tốt, xài sai thì nó hại, là như vậy. Đối với những cái dòng xe mà cái phần mà đổ nhớt này nó nằm bên cạnh đó, thì nó sẽ đỡ hơn cái những cái dòng xe mà nó nằm ở trên cái phần bố nồi chảy xuống, nhớt nó mới chảy xuống, nó chảy qua nồi nó mới chảy xuống. Đối với những cái dòng xe như Ed, như Winner á, nó nằm ở bên cạnh như nè, thì các bạn đổ trước hoặc là đổ sau hoặc là không có lắc đều với nhớt á, thì vẫn có thể là tạm chấp nhận được. Tạm chấp nhận được thôi nha. Nhưng mà nên xài đúng cách để hiệu quả cao. Với những cái sản phẩm phụ gia thì mình không có khuyến khích các bạn sử dụng. Nhu cầu của mỗi người, nếu như mà các bạn thấy mình cần thì mình sử dụng. Riêng mình á, thì mình quay giới thiệu với các bạn ở cái sản phẩm này nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì và cái cách sử dụng như thế nào cho nó đúng cách. Chứ còn mình không có khuyến khích các bạn xài. Đối với những cái dòng nhớt cao cấp như hiện tại á, thì nó cũng đã dư sức để sử dụng cho xe rồi. Nhưng mà với những cái bạn mà chạy xe với cường độ cao, nhu cầu mình chạy xe một ngày nó lên tới 500-700 cây số và chạy liên tục ở một cái vận tốc cao, thì chắc chắn là mình phải có nhu cầu mình sử dụng thêm những cái sản phẩm để giúp bảo vệ động cơ cũng như là máy móc mình nó êm ái hơn. Còn với những bạn mà mình cảm thấy là cái nhu cầu mình đi hàng ngày mình chạy không có quá nhanh, thì mình vẫn có thể là sử dụng những cái dòng nhớt cao cấp là ok rồi. Thêm nữa là những bạn mà mình xài cái sản phẩm phụ gia bất kỳ mà nó chưa có được hiệu quả như ý á, thì đâm ra là mình có cái tư tưởng và cái tâm lý là phụ gia nào nó cũng không tốt cho xe, chỉ cần sử dụng nhớt thôi là được. Thì thật sự ra những cái sản phẩm phụ gia mà có tên tuổi lớn trên thị trường, ví dụ như Luchem chẳng hạn nè, thì trên chai các bạn thấy không, nó sẽ có những cái tiêu chuẩn được đóng ở trên chai như thế này. Và khi mà muốn in được những cái tiêu chuẩn này thì họ đã qua được một cái khâu mà kiểm định rất là gắt gao của thị trường châu Âu. Sau đó nếu mà muốn bán tại thị trường Việt Nam mình á, thì phải qua kiểm định của nhà nước. Sau khi mà nhà nước mình kiểm định thấy ok rồi á, mới cho in cái nhãn tem tiếng Việt này dán ở phía sau như thế này, rồi mới được bán ra thị trường. Chứ không phải là một cái sản phẩm mà vô danh
chỉ còn làm mấy cái hóa chất tầm bậy rồi đóng chai và được bán ở trên thị trường đâu các bạn. Mặc dù thị trường Việt Nam mình là một cái thị trường tương đối là dễ so với những cái nước khác, ví dụ như là Thái Lan hay là Trung Quốc hay là Đài Loan hay là những cái nước châu Âu. Nhưng mà tiêu chuẩn của cái sản phẩm Lucem này là của Đức ha các bạn. Đó, sản phẩm Lucem này là của Đức. Từ cái cách đóng gói chai này các bạn nhìn thấy không? Rất là chi tiết. Đó. Có mã vạch, có tem, tiếng Việt đồ đầy đủ hết. Dầu nhớt phụ gia là một cái câu chuyện nó rất là dài. Ngoài cái vấn đề phụ gia ra thì còn có vấn đề về nhớt nữa. Ví dụ có nhiều bạn á thì kêu là mình đi vô hãng mình mua một cái chai nhớt có 80 ngàn thôi, mình chạy tầm khoảng cỡ 900 một ngàn cây mình thay ra, rồi mình thay bình khác vô thì nó vẫn đảm bảo là ở cái máy xe nó sạch và cái nhớt nó luôn mới. Cần gì để mua một cái chai nhớt mấy trăm ngàn mình đi 3-4 ngàn cây, đúng không? Nếu như mà mình không có suy nghĩ kỹ và mình cũng chưa có trải nghiệm nhiều á, mình nghe một cái người nào đó người ta nói vậy, nghe nó có vẻ là hợp lý á, ok, mình thấy nó cũng được á. Nhưng mà nếu như mình có xài, có sử dụng, có đi nhiều rồi đó thì mình sẽ biết cái vấn đề nó khác hoàn toàn. Một cái bình nhớt ở hãng bán 80-90 ngàn, thường là nhớt khoáng hoặc là nhớt bán tổng hợp. Nhớt á, thì nó sẽ phân ra nhiều loại lắm. Nhớt gốc khoáng, nhớt bán tổng hợp, nhớt tổng hợp, nhớt tổng hợp hoàn toàn, tổng hợp dầu gốc ester. Đó, nó có rất là nhiều loại. Mà càng mắc tiền á, thì những cái loại mắc tiền thì cũng chưa chắc gì đó ra xịn. Bởi vì những cái loại mắc tiền nó còn có nhiều cái vấn đề lắm. Ví dụ như dầu á, dầu gốc người ta sẽ chia ra làm 5 nhóm chính. Thì cái nhóm 4, nhóm 5 là thuộc cái dầu gốc tổng hợp hoàn toàn, dầu gốc ester. Thì nó cho cái chất lượng nhớt nó cao, cái độ bôi trơn nó cao, chỉ số nhớt cao, chỉ số chống cháy và bị hao hụt nhớt nó thấp. Chỉ nhớt chống cháy thì nó cao, nó không có bị hụt nhớt trong cái quá trình mà mình sử dụng xe trên những cái dòng xe mà hiệu suất cao. Thì các bạn nghe cái vấn đề này các bạn sẽ hiểu được một cái là những cái dầu mà nó mắc tiền thuộc cái nhóm 4, nhóm 5, dầu gốc ester, ví dụ như là Motul nè, cũng có công nghệ ester nè, rồi Fuxiculin cũng có công nghệ ester, thì nó giúp cho động cơ xe của mình nó vận hành nó êm ái, trơn tru hơn, và cái nhớt nó bôi trơn ổn định hơn rất là nhiều so với nhớt ở trong hãng bán 80-90 ngàn một bình. Trong cái quá trình mà các bạn đi những cái dòng nhớt đó, những cái dòng nhớt mà rẻ tiền mà 1.000 cây các bạn thay, các bạn cứ tưởng tượng là 1.000 cây mình thay là nhớt nó sạch máy, nhưng mà không phải. Ví dụ như 80-90 ngàn mà các bạn mua một cái chai nhớt gốc khoáng các bạn đi á, sau một cái khoảng thời gian mà các bạn thay ra, các bạn thử mở máy ra đi, các bạn sẽ thấy cái vỏ máy trong á, những cái chi tiết á, nó đen thui luôn, nó dính y như là cái nước sình vậy đó. Đó, còn với một bạn mà sử dụng nhớt tổng hợp hoàn toàn dầu gốc ester nha, các bạn đi 30-40 ngàn cây và các bạn mở lốc máy ra, các bạn sẽ thấy các cái chi tiết bên trong nó trắng tươi luôn, nó sạch cực kỳ đó. Mà xe của mình trong cái quá trình mà mình đi mình sử dụng những cái dòng nhớt cao cấp thì chạy xe đó, các bạn dù các bạn có chạy tốc độ cao, cường độ cao, các bạn chở nặng hay là các bạn đi đường dài thì nó luôn cho các bạn cái cảm giác là mượt mà êm ái, ok. Và trong suốt cái hành trình thì không thể nào mà mình cứ ngừng lại mình thay nhớt, cứ 1.000 cây mình thay 1 lần. Ví dụ như trong cái tour sắp tới của mình đi nó tới 6.000 cây. Nếu như mà theo như là các bạn á, thì chắc là phải 2-6 lần nhớt. Các bạn thấy nó có mất công quá hay không? Trong khi á, mình sử dụng một cái loại nhớt có cái chất lượng nhớt nó cao, thì mình có thể là đi hết hành trình luôn cũng được. Hoặc là mình thay 50% hành trình là mình bắt đầu mình thay nhớt, để cho xe nó vận hành, nó êm ái, nó trơn tru hơn thì ok. Đó là cái sự khác biệt giữa cái nhớt mà 80-90 ngàn với một cái bình nhớt mấy trăm ngàn, nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải là mình cứ đi 1.000 cây mình thay ra cho máy nó sạch rồi nhớt nó luôn mới là nó ngon. Tại vì cái chất lượng nhớt nó không có được tốt thì cho dù các bạn thay nhớt mới và các bạn chạy thì nó tầm khoảng cỡ 500-600 cây bắt đầu là nó xuống nhớt rồi.
và ở cái khoảng đó nó sẽ làm cho động cơ của bạn có sự hao mòn và mình chạy xe cảm giác là máy nó bị gào, nó bị kêu rất là nhiều đó. Còn nói về cái vấn đề mà xài phụ gia đó, có nhiều bạn á comment một cái cách rất là gọi là hiếu ý hức, nghĩa là mình không có xài, mình không sử dụng mà mình nghe một cái nguồn nào đó nó không có được chính thống, nó không có được mà ok, không có cái sự trải nghiệm nhất định, thì mình cứ đi mình đánh giá là phụ gia xài nó hư rồi các kiểu tùm lum hết. Trong nhớt nó cũng có phụ gia rồi, rồi nhớt nó cũng đủ bôi trơn cho động cơ rồi, xài thêm phụ gia cho hư xe hư động cơ. Các bạn nghe người ta nói vậy nghe nó rất là vô lý mà nó không có cái căn cứ nào hết. Tại vì á, nếu như mà nó hư á, thì nhà nước mình không có kiểm định những cái sản phẩm này để đưa ra thị trường đâu các bạn. Không lẽ cái ông công ty này ổng sản xuất ra cái phụ gia để đổ vô hư xe đúng không? Nghe nó vô lý không? Mà như lúc nãy mình có nói với các bạn á, cái cách mà mình sử dụng sản phẩm á, nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu như một cái thao tác mà mình làm nó không có đúng cách á, thì nó sẽ gây hại. Nhưng mà nếu như mà mình làm đúng á, thì nó sẽ mang lại cái lợi ích rất là nhiều. Ngày xưa cái thời điểm mà năm 2013 cho tới 2016 á, lúc đó là thị trường xe của mình nó chỉ có xe 150 là nhiều. Thường là sử dụng nhớt hãng là chính. Thì nhớt hãng nó sẽ có hai loại, một loại là 80.000, một loại là 220-230. Thì bây giờ hiện tại thì bên Yamaha họ cũng phân phối hai dòng y chang vậy luôn. Mình xài cái chai mà 80-90.000 mình thấy không ok, bắt đầu là mình mới đổ cái chai mà 200-mấy chục ngàn của bên Yamaha họ bán á. Thì đi đâu đó khoảng cỡ hơn 1000 cây là nghe nhớt là nó xuống rồi, chạy cảm giác cái xe nó lì cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà cái thời điểm đó đó thì mình vẫn ưu tiên là mình xài nhớt hãng. Khi mà lên những cái trang Facebook hay gì đó, vô những cái cộng đồng á, thì có nhiều bạn cũng đưa ra những cái ý kiến giống như mình đang chia sẻ với các bạn nè, là người ta đang xài nhớt ngoài, mình là một người xài nhớt hãng thì mình bắt đầu mình vô mình tranh luận với người ta. Nhớt hãng thì nó lúc nào nó cũng ok hơn, nó sẽ đảm bảo chất lượng, mình không có bị trúng nhớt giả, yên tâm hơn. Đó là ngày xưa mình comment như vậy đó. Rồi ví dụ như mình đi 1000 cây mình thay lần thì nó sẽ tốt hơn so với là mình đi một chai nhớt mà mấy trăm mấy ngàn cây số. Đó là những cái mà các bạn chưa trải nghiệm những cái sản phẩm bên ngoài thường sẽ mang cái tư tưởng và cái suy nghĩ giống như vậy, y chang như mình ngày xưa luôn. Thì ngày xưa mình cũng y vậy nên mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là mình nên thay đổi. Tại vì mình đang sống trong một cái thời đại tiên tiến và phát triển hơn rất là nhiều. Những cái sản phẩm bây giờ họ bán nhiều vô số kể luôn. Thì mình là người tiêu dùng thì mình phải xem xét kỹ lưỡng là cái nào nó phù hợp với mình để mình sử dụng. Thật sự thì không phải là nhớt nào cũng tốt, không phải phụ gia nào cũng tốt, và không phải loại nào nó cũng phù hợp với xe. Cho nên là mình xài, mình cũng là một cái người tiêu dùng thông thái, cũng như là mình phải xem xét trước những cái thông số, thông tin của sản phẩm trước rồi mình mới sử dụng. Chứ không phải không thể nào mà mình, ví dụ như trên thị trường có 50 dòng nhớt đi, không lẽ bây giờ mình phải mua hết 50 dòng nhớt mình chạy thử coi cái nào nó phù hợp, thì nó quá sức, với lại là nó rất là vô lý. Thì từ những bạn, từ những cái đánh giá, ví dụ như từ những người mà review, người ta có sự trải nghiệm nha. Chứ còn mà review cái kiểu mà cầm cái chai nhớt lên mà chưa có xài lần nào hết rồi đánh giá là nhớt này nó tốt, nhớt này nó ok, thì thật sự nó vẫn chưa có được đúng và chính xác. Như mình đang sử dụng cái nhớt 10W50 cho chiếc Triumph của mình đó, thì trên thị trường mình thấy cái dòng nhớt mà cấp 50 đó, nó cũng không có được quá nhiều loại đâu, chủ yếu là cấp 40 là chính. Thì Phúc Sicolin họ có cái cấp 50 này. Ở thị trường Việt Nam mình thì mình cảm thấy là xài nó tương đối là tin cậy hơn so với các cái dòng nhớt khác. Ví dụ như cũng cấp 50 nhưng mà những cái dòng nhớt khác á, mình chạy xe nó sẽ không có được êm, không có được ok cho lắm. Cũng như là những cái dòng nhớt 40 thì các bạn thấy trên thị trường nó nhiều lắm, tùm lum hãng hết. Có bạn thì xài qua 3-4 loại thì mới sử dụng được một cái loại như ý, và từ đó thì các bạn sẽ xài cái dòng đó luôn. Nhưng mà nhớt thì nó cũng sẽ có một cái thời điểm nhất định. Ví dụ như là mình đang xài cái dòng này đi, đùng một cái hãng họ bỏ cái mẫu này, hoặc là
thị trường Việt Nam mình không nhập về nữa thì nó sẽ bị đứt nguồn hàng. Thì lúc này mình buộc phải là đổi qua cái dòng nhớt khác và tiếp tục là mình phải chạy thử coi là cái nào nó phù hợp với lại cái cách mà mình sử dụng xe hơn. Hôm nay thì mình không có quay hết cái quá trình mà mình xả nhớt ra hoặc là mình đóng cái ốc nhớt vào, thì mình chỉ có quay cho các bạn xem về cái khâu mà mình đổ nhớt vào bên trong xe thôi ha, để rút ngắn cái thời gian view clip. Thì chủ yếu là mình chia sẻ với các bạn về những cái vấn đề nó xung quanh về phụ gia cũng như là nhớt. Bên trong nó có siêu hả các bạn? Sau khi mà đổ một ít rồi á thì mình sẽ đổ phụ gia vào bên trong cái bình nhớt này nha. Có siêu hả bạn? Mình sẽ đổ tiếp một chai vào nữa. Hai chai là 100ml các bạn. Tí xíu mình sẽ bớt 100ml nhớt ra ha. Chiếc Tiger 900 này thì nó có một cái mức nhớt khi mà không thay lọc là 2.950 lít, còn thay lọc á là 3.150 lít. Giữa cái không thay lọc và cái thay lọc thì nó cách nhau không có nhiều hả các bạn. Chỉ lúc nãy mình sử dụng 100ml phụ gia thì mình sẽ bớt ra 100ml nhớt. Hãy
nhớt xong rồi thì mình nổ máy cho nhớt nó bơm lên động cơ hả các bạn. Lần này mình thay nhớt thì odo xe mình là 3.848 cây ha các bạn. Còn cái số ở dưới này là thời gian tới cái kỳ bảo dưỡng tiếp theo của xe, hoặc là tháng 12 năm 2022. Mình mới vừa chạy thử một vòng về các bạn. Sau đó thì mình để hai cái bánh xe chạm đất thẳng xe, thì mình sẽ canh cái lượng nhớt bằng cái mắt hâm nhớt ở bên lốc máy tay phải xe ha các bạn. Ở phía dưới nó sẽ có một cái miếng kính để cho mình quan sát. Đó, cái mức nhớt nó nằm ở giữa cái mức cao nhất và mức thấp nhất là như thế này là ok. Còn nếu như mà các bạn chống lên hoặc là bend xe lên á thì cái mức nhớt nó sẽ không còn chính xác nữa. Có những cái dòng xe thì nó yêu cầu bắt buộc chúng ta phải nâng xe lên để quan sát cái mức nhớt, và cũng có một vài cái dòng xe là chúng ta phải để hai cái bánh xe nó chạm đất thì mới canh được cái mức nhớt ha. Đối với cái trường hợp mà xe của chúng ta cái đát nó quá lâu rồi, mình mất cái manual, mình không có biết được là cái lượng nhớt xe mình bao nhiêu á, thì mình đổ mình sẽ canh theo cái mắt hâm nhớt, chừng nào mà nó lên đúng giữa cái vạch là cao nhất thấp nhất thì ok. Đó là những cái trường hợp là xe đát nó đã quá cũ và sang tay nhiều chủ rồi, hoặc là xe nhập khẩu mà mình không biết được là cái thông tin lượng nhớt hai lọc và không hai lọc bao nhiêu, thì mình sẽ có cái cách đó. Mình sẽ coi qua cái mắt hâm nhớt như thế này ha các bạn. Còn với cái loại mà xe nó sử dụng cái que hâm nhớt á thì mình làm nó hơi cực hơn chút xíu, chúng ta phải dặn vô, chúng ta sẽ lấy ra chúng ta coi tầm khoảng vài lần á thì nó mới ok, thì mình sẽ nhớ được cái lượng nhớt mà xe của mình cần.